Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Còn lại là mình đây, Ender Pro đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi một tựa game mang tên là Button Fever. Thì game này cũng đơn giản thôi. Thì mình sẽ đặt các cái miếng này vào đây. Thôi, chúng ta cứ bấm vào. Có thêm tiền thì chúng ta sẽ mua thêm cái nữa. Và một khi hai cái này nó đã hợp với nhau thì nó sẽ trở thành 2, thì chúng ta sẽ được cộng tiền tương ứng. Đấy, game cũng dễ luôn. Kiểu này nó có thể biến thành số 3 được không? Bỏ mấy em. Ok, như hiện tại là sẽ có được số tiền như này. Đấy, các bạn có thể tải về trên CH Play. Mình thấy game này nó cũng khá là hay chứ. Cộng lại không được thành 4. À đây, cộng lại này có được thành 6 không? Ok, lại bị quảng cáo. Thì video này cũng ngắn thôi.